Ngày 29 tháng 4, thưa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an tỉnh Cà Mau đã tổ chức công bố quyết định về việc thăng cấp bậc hàm từ thiếu tá lên trung tá đối với đồng chí Nguyễn Chí Nguyện, Phó trưởng Công an xã Đông Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Đồng chí Nguyện đang trên đường đi làm nhiệm vụ cùng một đồng chí khác thì đã gặp nạn trên sông Bãi Háp và từ trần vào ngày 27 tháng 4. Theo đó, khi nhận được báo cáo của Công an Cà Mau về việc đồng chí Nguyễn Chí Nguyện bị tai nạn trên sông Bãi Háp và từ trần khi làm nhiệm vụ, ngày 28 tháng 4, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định số 2484 về việc thăng cấp bậc hàm sĩ quan nghiệp vụ từ thiếu tá lên trung tá đối với đồng chí Nguyễn Chí Nguyện, quê quán huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, Phó trưởng Công an xã Đông Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Cùng với quyết định trên, Bộ Công an đã có quyết định trợ cấp khó khăn đột xuất 20 triệu đồng, kinh phí được trích từ quỹ nghĩa tình đồng đội Công an Nhân dân. Công an tỉnh Cà Mau cũng trợ cấp 20 triệu đồng cho gia đình đồng chí Nguyện. Trước đó, Công an tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo Công an huyện Cái Nước thành lập ban lễ tang và kết hợp với các phòng nghiệp vụ, chính quyền địa phương cùng gia đình tổ chức lễ tang cho đồng chí Nguyễn Chí Nguyện theo quy định.